Chào tất cả các bạn là đang theo dõi cái kênh YouTube của Phạm Tuấn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ một vài cái kinh nghiệm để về chạy cũng như bảo dưỡng xe phân khối lớn như thế nào cho nó đúng cách và nó không có bị hư hỏng cũng như hao mòn trong cái quá trình mình sử dụng. Thì Z900 cũng như là những cái dòng mà phân khối lớn khác thì chúng ta khi mà khởi động động cơ đó là buổi sáng, hoặc là chúng ta để xe cũng thời gian khoảng 3-4 tiếng mà chúng ta không có sử dụng á, thì khi mà chúng ta muốn sử dụng, muốn nổ máy chạy thì mình nên để máy cho nó nổ không tải trong vòng khoảng 1-2 phút cho nhớt nó bơm đều lên đầu bò, tức là lên cái đầu máy á, để cho nhớt nó được bôi trơn đều trên các chi tiết máy, thì tránh cái quá trình mà khi mà mình mới vừa nổ máy xe mình lên ga mình chạy á, thì nó không có nhớt đủ lên cái máy móc để nó nuôi cho máy, thì sẽ gây ảnh hưởng hao mòn cũng như là nó cái máy xe của mình nó hơi bị kêu đó. Cho nên là mình trước khi mà mình sử dụng xe đó thì mình nên nổ máy khoảng 1-2 phút đó, cho cái máy xe mình thứ nhất là nó nóng đều lên, thứ hai là nhớt nó bơm lên đều các chi tiết máy thì nó sẽ ok hơn. Thì chắc là có nhiều bạn sẽ nói là cái nhớt bây giờ nhớt nó xịn thì chắc là không cần cái vấn đề đó. Tuy nhiên thì nhớt nào thì mình cũng nên là chú ý. Nổ máy 1-2 phút thì nó cũng không có mất thời gian mình bao nhiêu, chỉ có lợi thôi chứ không có hại đó. Cho nên là mình nên làm cho nó đúng thì nó ok hơn. Thì phải công nhận là nhớt bây giờ thì nó cũng tốt hơn hồi cách đây khoảng 10-15 năm về trước, thì khi mà xe phân khối lớn á, cái thị trường xe phân khối lớn nó chưa có nhiều, thì nhớt đồ cũng như các loại phụ gia đồ nó rất là ít, cho nên là cái vấn đề mà chăm sóc một chiếc xe phân khối lớn vào cái thời điểm đó thì nó không có được tốt như bây giờ. Cho nên là những anh đi trước, những người mà chơi trước, những người lớn tuổi đó, người ta truyền cho nhau những cái kinh nghiệm mà để sử dụng xe phân khối lớn nó như vậy. Tuy nhiên thì nó cũng có nhiều cái nó đúng, có nhiều cái nó sai, chứ không phải cái nào cũng đúng hết. Còn cái vấn đề mà mình nên nổ máy trước thì nó khá là ok. Rồi bây giờ thì nhớt bây giờ nó cũng đã tốt hơn hồi xưa, và có nhiều phụ gia rồi, phụ gia nhớt rồi nano nhớt đồ rất là nhiều để giúp mình bảo vệ cái xe. Tuy nhiên thì mình nên nổ máy trước thì nó sẽ ok hơn đó. Và một cái điều lưu ý nữa là cái xe phân khối lớn mình đó, khi mà mình để một chỗ mà mình ít đi á, cũng như là ví dụ như mình đi công tác hay là mình đi học hay đi công việc gì đó mà một khoảng thời gian mình không sử dụng xe, thì nên tốt nhất là cứ 2 ngày hoặc là 3 ngày á, mình nên nổ máy một lần đó, nhờ người nhà hay là ai á, nổ máy giùm mình một lần đó, chừng khoảng 5-10 phút gì á, cho cái quạt gió nó chạy quạt gió một khoảng thời gian á, rồi xong rồi tức là cái máy nó nóng lên nó chạy quạt gió rồi mình tắt đi, rồi lâu lâu thì mình nên nổ máy lại. Cái đó là mình không có sử dụng xe nhiều á thì mình nên nổ máy. Thứ hai là mình dựng chống đứng, nếu mà mình không sử dụng nhiều thì mình nên giữ dụng chống đứng như vậy để nâng bánh sau lên. Khi mà mình nâng như vậy á thì cái xe của mình nó sẽ ok hơn. Còn cái vấn đề mà tại sao lại nâng lên thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, cho nên là mình không có nói hết. Đại khái là mình có hỏi những cái anh đi trước chơi xe phân khối lớn rồi nhiều, cũng như là những cái dòng xe nhỏ đó thì mình nên chống giữa lên để cho cái gọi là cái phao xăng đó, cái phao xăng ở trong bình xăng của mình đó, nó được nó không có bị nghiêng qua một bên đó. Chứ lại khi mà động cơ của mình đó, mình đựng đứng lên như vậy đó, thì nó sẽ cân bằng hơn đó. Thì đại khái thì cái vấn đề này thì mình cũng không có hỏi rõ lắm, nhưng mà cứ giữ ở trong bụng mình là cứ khi mà mình để xe lâu thì mình nên dựng chống giữa lên thì nó sẽ tốt hơn, đại khái là vậy. Thì đó là hai cái kinh nghiệm mà thường mà để mình đi những cái dòng xe phân khối lớn á. Chứ lại một điều nữa theo mình nghĩ là khi mà mình chống giữa đó là cái xe cũng khá là nặng, mình chống một khoảng thời gian dài á, thì cái chống nó cũng sẽ bị nghiêng xuống khá là nhiều, đó làm cho cái xe mình nó nghiêng nhiều. Với lại mình để chống đứng như vậy thì cũng cái chống ngang á nhiều khi nó cũng bị ngã, cho nên là dựng chống đứng lên vậy thì nó thấy là khá là ok hơn. Trước khi mà mình để xe mà mình chùm mền khoảng thời gian lâu thì mình nên
đổ đầy bình xăng với lại thêm phụ gia thì cứ cách khoảng 3-4 ngày gì đó thì mình nên nổ máy một lần đó. Thì cái phụ gia trong cái quá trình mà mình đổ vô bình xăng thì nó sẽ tránh được cái vấn đề là bị ten, bị rỉ cái bình xăng của mình đó. Mình để khoảng thời gian lâu mà xe của mình không có xăng đầy thì nó sẽ bị rỉ, nó bị rỉ những cái phần mà ở trong bình xăng mà nó không có xăng á. Còn ví dụ như mà xăng của mình mà mình để khoảng thời gian lâu, một năm, hai năm mà mình không chạy, mình để đầy bình đó, thì nó sẽ bị lắng những cái cặn, những cái tạp chất ở trong cái hệ thống bơm xăng mình, nó sẽ dẫn tới nghẹt kim phun đồ. Cho nên là mình phải cứ ít nhất là cũng phải một tuần. Còn nếu mà mình có thời gian thì cứ 3-4 ngày mình phải nổ máy một lần. Đó, các bạn mà kẹt lắm luôn thì khoảng 2 tuần mình nổ máy, chứ mình đừng có để là khoảng 2-3 tháng mình mới nổ một lần. Thì nó sẽ không tốt cho xe, và khi mà mình muốn sử dụng lại thì mình phải đi phút rửa kim phun đồ rất là cực. Kèm thêm mà nhớt đồ trong động cơ mà mình để khoảng thời gian dài á, thì cái nhớt của nó cũng bị nói chung nó bị hư cái nhớt ở trong máy á. Nhớt các bạn thay ra, các bạn để một thời gian thì bạn sẽ thấy là cái sự mà phân hủy của nhớt á. Và ví dụ như mình để xe mà cái bô họng bự vậy nè, mình để nhà thành phố đồ, có nhiều khi con này con kia nó hay chui vô đây đó, rồi xui xui nó bò lên trên cái cổ bô đồ và nó chết trong đó thì nó rất là phiền. Cho nên là khi mà mình không có xài lâu á, mà nhà mình hay có những cái con mà tí á, chúng ta nên lấy cái đồ cột nó lại, cột cái miệng bô lại cho chắc ăn. Còn xe mà để lâu á, mình nó hay chui vô những cái bộ phận bên trong này thì chúng ta phải kiểm tra xe đâu. Nếu chúng ta để xe lâu, khi mà xe mình đi ở thành phố thì hay có những cái vấn đề đó, còn ở quê mình thì cũng khá là ít, cho nên là cũng không có ngại lắm. Những cái cục mà nâng xe như vậy thì chúng ta phải để ý thường xuyên, mình kiểm tra coi là nó có bị lỏng trong cái quá trình mà mình chạy xe cũng như là mình nâng lên không. Nếu mà nó lỏng á, mình nâng lên là nó sẽ bị ngã xe mình đó. Về cái vấn đề mà canh chỉnh cũng như là tăng sên này thì ở đây nó có những cái dấu mà canh chỉnh nè, canh chỉnh sên. Chúng ta phải canh ở mé bên đây chứ mé bên kia phải bằng nhau, để chi, để cho cái bánh xe, cái dây sên mình nó không bị lệch. Khi mà bạn canh không có ngay khớp ngay cái dấu này nè, bên trái bên phải không có ngay nhau á, thì thứ nhất là mình đẩy xe đó, bạn sẽ nghe cái sên mình nó kêu cọc 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 cọc, nó rất là khó chịu. Thứ hai là mình chạy khoảng thời gian thì cái nhông sinh dĩa mình nó sẽ bị hư, nó không còn ngay được nữa. Cho nên là mình phải canh thẳng hàng của cái này đó. Cái canh sên này nó cũng rất là quan trọng luôn, chứ không phải là đơn giản đâu. Mình không có nên là canh quá cái sức căng của nó. Thì khi mà mình canh sên á, mình dựng đứng cái xe lên rồi đó, khi mà bạn dựng đứng cái xe lên vậy, bạn canh cái dây sên này nè, nó cứng đó, các bạn hãy thấy là cái độ cứng của nó nè đó. Khi mà mình để chống nghiêng qua một bên đó, thì cái dây sên này nó lỏng. Thì khi mà nó lỏng như vậy, các bạn tưởng đâu là nó bị trùng nhiều, thì mình sẽ tăng nhiều lên để cho cái lúc mà nằm nghiêng á nó sẽ vừa như vậy. Nhưng mà khi mà bạn dựng đứng cái xe lên thì nó sẽ cứng ngắc luôn, thì đó gọi là tăng sên mà bị quá, nó cứng á, quá cứng đó. Còn bạn thấy là nè, đó nó cũng có cái độ á. Thì khi mà nó quá cứng vậy, mình dắt đi nó cũng sẽ bị kêu cọc cọc. Còn mà khi mà bạn mà tăng chỉnh của cái này nó không đúng dấu này, bên trái bên phải nó không đúng dấu nhau đó, tức là nó lệch á, thì cái mắt dây sên ở giữa nè, cái mắt dây sên giữa, tức là cái dĩa các bạn thấy là cái răng của dĩa nó sẽ bị lệch qua một bên trái hoặc một bên phải. Nó bây giờ tối quá thì không có quay rõ được đó. Nói chung thì cái đường rạnh, cái răng của nó phải nằm đúng ở giữa cái mắt sên thì nó mới là ok. Còn nếu mà nằm lệch bên trái bên phải đó là sai. Là tại sao khi bên trái bên phải, các bạn khi mà bạn đụng cái tay vậy nè, các bạn đẩy qua bên đây thì cái mắt sên này nằm ở giữa nè, nó sẽ không nhúc nhích được. Còn nếu mà như mà nó lệch qua bên trái nhiều thì nó lệch qua bên phải nhiều chứ, thì bạn đẩy từ bên phải qua bên trái thì bạn sẽ đẩy được, bạn nghe nó nhúc nhích cộng sên qua lại, đó là canh chỉnh mà bị sai đó. Cho nên là mình phải chú ý cái vấn đề đó. Còn mình canh chỉnh mà nó đã ngay rồi á, thì các bạn nè, cầm vô lúc lắc là cộng dây sên là nó nằm giữa, nó không có nhích qua nhích lại bên nào được hết á. Đối với cái xe Z900 của mình cũng như là các cái dòng xe mà có tăng chỉnh sên như vậy nè,
thì cứ mỗi lần mà mình tăng sên á, mình phải mở cái ốc trục này ra cho nó lỏng cái ốc trục này ra, rồi mở cái ốc khóa này đây, rồi chúng ta sẽ dặn cái này, rồi dặn đi xuống, bên đây bên trái thì dặn xuống, bên phải thì dặn lên, để đẩy ra, mở ra để đẩy cái con ốc tăng này, cái cục tăng này ra ngoài thì nó sẽ làm căng cộng sên này lên, khá là đơn giản thôi. Thì chỉ cần mà mình dặn á, mình dặn chừng một vòng, nửa vòng, xong mình dặn thêm nửa vòng nữa, vậy là ok. Đó là mình mới vừa tăng chỉnh lên là nó đã ok rồi. Chứ chúng ta không có dặn mà tùm lum tăng lại hết thì mình sẽ canh nó không chính xác. Bên kia mình cũng dặn đúng một vòng là ok. Tức là để cái khóa vô đây nè, dặn đi xuống hết một cái, xong rồi dặn thêm một cái nữa, rồi bên kia cũng làm y vậy luôn. Vệ sinh vậy là vừa. Đó, nó không cứng quá mà không căng quá. Căng quá là khi các bạn mà nhích lên thì nó chỉ như vậy đó. Còn như vậy là vừa nè. Thì xe phân khối lớn á, nó không có, mình không có để cho sên là quá trùng. Khi mà quá trùng á thì chạy cái máy nó, thứ nhất là nó lì, thứ hai là cái nó đập sên vô trong cái hành gấp. Cái máy xe mình nó kỳ lắm, chạy xe vậy là riết là nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái máy xe rất là nhiều. Cho nên là mình phải canh giọng sên, mình phải đi mình để ý canh nó vừa đủ đó, nó thẳng hàng vừa đủ vậy, để cái sức kéo của nó được tốt, cũng như là nó không có bị đuối xe đó. Thì cái vấn đề mà tăng sên này với cái vấn đề xịt sên thì nó cũng có liên quan nhau rất là nhiều. Khi mà mình tăng sên mà nó ok như vậy nè, thì sên nó, thứ nhất là nó thẳng hàng, nó không có bị lệch nhau giữa cái dĩa trước với là cái nhông á, nó lệch nhau, nó lệch cái dây sên nè, lệch trái hay lệch phải á, thì nó sẽ kêu cọc 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 cọc. Thì cái đó, vấn đề đó thì chúng ta không có thể dùng xịt sên nào mà để có thể là khắc phục được hết á, mà chỉ có được cái là mình phải tăng chỉnh cái phải canh sên cho ngay thì mới được. Thì hồi trước mình bị, thì khi mà các bạn mà tăng chỉnh mà bị lệch mà bạn chạy khoảng thời gian rồi đó, mà nó đã bị kêu cọc cọc rồi, thì nghĩa là cái dĩa của mình á, chứ cái dây sên nó đã không có ngay với nhau rồi. Thì bây giờ có canh cỡ nào canh nữa thì nó cũng chỉ đỡ thôi, chứ nó không có hết hoàn toàn. Điều đó mình rất là ngại, cho nên là khi mà mình đi Z900 thì mình đã coi kỹ lưỡng cái tăng chỉnh sên này á, mình tự mình làm luôn, mình không đem vào hãng để mình chỉnh nữa. Thì lúc trước mình đem vào hãng chỉnh cái bộ của R6N thì nó bị lệch như vậy. Thì đã canh chỉnh, mình canh chỉnh gần 3 ngày trời thì rất là phiền phức. Thì chỉ có cộng dây sên thôi đó mà mình phải ngồi ở nhà mình phải canh đi canh lại, canh tỉ mỉ để cho nó ngay, nó không còn kêu nữa. Một cái người mà chơi xe mà thực thụ thì chúng ta phải biết những cái cơ bản nhất đó, tăng chỉnh sên đồ, rồi thay bố hắn đồ, rồi cũng như những cái lặt vặt trên xe, vệ sinh lọc gió đồ, thì cái đó mình phải biết làm. Còn những cái mà nó thuộc cái dạng mà cao siêu quá thì chúng ta thứ nhất không có được đào tạo, thứ hai là mình không có đồ nghề để mình làm, thứ ba là nhiều cái đó, nó phải liên quan tới những cái vấn đề khác nữa, cho nên là không phải là chúng ta cái nào cũng có thể là mở ra háo ra tự mình làm được đó. Như những cái phần như trong máy móc này nè, trong máy móc thì các bạn biết là một chiếc xe nhỏ thôi thì nó cũng đã rất là khó rồi, đừng có nói chi mà một chiếc xe phân khối lớn bốn máy. Ngay cả hở mà khi mà đụng vào những cái chi tiết mà phần điện hay là máy móc á, thì còn rất là căng thẳng luôn, chứ đừng nói chi chúng ta ở những cái như mà thay nước làm mát này nè, thì nó cũng tương đối thôi chứ không phải là khó. Nhưng mà mình không có được đào tạo, với lại xe của mình thì nó cũng khá là khó. Cái phần mà nước làm mát thì chúng ta khó lòng mà tự thay nhà được lắm, mình không có cái đồ nghề cũng như là mình không có ai đào tạo mình á, thì cái này thì mình chưa có làm. Với lại những cái mà ít như vậy thì chúng ta chỉ thay có một lần hai lần thôi, thì thường thường á là xe khoảng 15 hay là 17 18 ngàn gì đó chúng ta mới thay cái nước làm mát một lần, chứ không có cần phải thay thường. Cho nên là vấn đề đó thì cứ đem ra hãng cho người ta làm thôi đó, nó cũng chắc ăn hơn. Còn những cái vấn đề như mà hai bố hắn đồ á, thì chúng ta có thể là tự ở nhà làm, rất là đơn giản, không có gì khó hết.
Hoặc là khi mà mình đi xa với lại một chiếc xe phân khối lớn đó, thì chúng ta phải đi xa nghĩa là khoảng 3.000 4.000 cây nha, chứ không phải đi xa là có trăm mấy 200 cây đó, không phải gọi là xa. Thì chúng ta đem theo bố thắng, nếu như cái bố thắng của mình đó mình cảm thấy là mình đi có khoảng 5.000 cây rồi, thì bây giờ mình đi xa thì mình nên mua một ba cặp mình để sẵn ở trong 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 ba lô. Cũng như mình nên đem theo, mình mua sơ cua cái dây dây con nè, rồi dây tay ga, rồi mình đi xa mình nên chuẩn bị những cái món đó, thì lỡ trên đường mà nó đứt dây con hay dây ga thì mình có, mình thay vô mình chạy. Và cái vấn đề này thì có người bị rồi chứ không phải là không có, đi tour phượt xuyên Việt đồ rồi đứt dây con đồ, nhưng mà tuy nhiên thì cái xe đó thì người ta kiếm được dây con thay thế, còn những cái dòng như mà Z900 này thì rất là khó. Về cái vấn đề mà nhớt của Z900 thì đây là cái mắt mà hâm nhớt của Z900 nè. Đó, mắt hâm nhớt. Thì Z900 này thì mình hâm nhớt như vậy, còn những cái dòng xe nhỏ thường thường người ta mới mở cái này ra người ta coi cái chỗ hâm nhớt. Còn của mình đó là nó có sẵn cái này rồi. Ở đây thì nó bị vướng cái chống đổ này cho nên các bạn nhìn không có rõ. Thì nó nằm ngay giữa vạch cao nhất và vạch thấp nhất là ok. Đây nè, đó nó nằm ngay giữa đó. À, do nó vướng cái cây này cho nên là quay nó không có được chuẩn lắm. Thì trong cái quá trình mình sử dụng thì nhớt nó sẽ có hao hụt, ví dụ như mình đổ là 3 lít 3 lít 6 đi, ví dụ như là có hai lọc 3 lít 6 thì nó cũng sẽ bị hao hụt trong cái quá trình mình sử dụng hết khoảng 100 ml chẳng hạn, hoặc là 50 ml tùy vào cái điều kiện sử dụng của chúng ta. Thì sau một khoảng thời gian tầm khoảng 1.000 cây thì ví dụ như mình có muốn châm thêm một ít cũng được, ví dụ như mình đi xa thì mình nên châm vô khoảng 50 tới 100 ml để cho xe mình nó đủ nhớt, nó không bị thiếu. Thì cái này là ví dụ như là mình 1.000 cây thì cái nhớt nó vẫn còn mới, vẫn còn ok, chứ còn ví dụ như mình đi khoảng 3.000 cây rồi thì mình nên thay luôn nhớt mới chứ không có phải là châm thêm nha. Đó, châm thêm chừng khoảng 50 thôi là vừa rồi chứ không phải là châm nhiều quá. Như cái xe của mình, nhớt của mình thì đi được khoảng 1.000 cây rồi, 1.000 mấy rồi đó, thì mình thấy cái nhớt nó có vẻ là nó vẫn còn nằm ở giữa nè. Nếu mà nó nằm mà đúng với cái vạch đó thì chúng ta không cần phải châm thêm gì hết đó. Cái bên nâng này của mình nó thì nó canh cũng rất là chuẩn luôn, chứ nó không phải là bên nâng lên là nó không chuẩn nha. Cái mình hồi nãy mình có nổ máy lên nó rồi mình để xe hẳn đứng thì nó cũng vẫn y cái vạch vậy, và khi mình nâng cái bên lên thì cái vạch nhớt nó vẫn y vậy luôn, nó không hề là cao hay thấp gì hết đó. Còn có nhiều loại, ví dụ như là bên nâng ba bánh đó thì nó hơi cao cho nên là cái khi mà mình bend lên nó thì nó sai cái vạch hâm nhớt đó, nó không có chính xác, nhưng cái bend này của mình thì nó là ok, nó không hề sai đó. Đó không phải là mình sai nguyên tắc, mình không biết làm đâu nha. Có nhiều bạn chắc là nghĩ là này nó bend lên vậy mà nó hâm nhớt là không có chính xác là sai rồi. Một điểm mà lưu ý với các bạn nữa là khi mà chúng ta sử dụng xe chúng ta phải coi cái gạch mà dầu phanh nó rất là quan trọng nha. Khi mà chúng ta mà sơ ý á, nó có trục trặc những vấn đề ví dụ như là rò rỉ dầu rồi, thì cái dầu này, cái mực dầu này nó sẽ hạ xuống rất là thấp đó, thì khi mà chúng ta hắn thì nó sẽ có nguy cơ là dính đĩa rất là cao, nguy hiểm. Cho nên chúng ta trước khi đi đâu xa chúng ta nên kiểm tra bình dầu. Những bình dầu zin như thế này thì cũng khá là ok, còn những bình dầu độ thì nó cái vấn đề mà trục trặc kỹ thuật thì nó cũng vẫn có thể là xảy ra. Đây là bình dầu sau của Z900. Đây nó nhìn giống như là cái chiếc S150 vậy đó, bình dầu. Khi mà chúng ta mà châm dầu vô á, thì chúng ta nên lưu ý một điều là chỉ châm nửa vạch, nửa bình thôi, không có châm đầy lên tới trên cái bình nha. Tại vì cái vấn đề mà châm đầy lên nửa bình đó là cái ben dầu của mình, khi mà ví dụ như mình thay cái bố hắn á, thay cái bố hắn nè, thay cái bố hắn là mình mở bố hắn ra rồi mình bóp cái ben dầu vô rất là nặng, thậm chí là nó không có nhích cái ben dầu luôn.
Thì hôm trước mình có nghe Phong Phanh nó ví dụ như mà dầu nó cứng quá nên nó nặng quá vậy, khi mình dặm thắng nó có những nguy cơ là nó cũng bị dính đẻ nữa. Thì cái này là nghe Phong Phanh thôi, ai mà ví dụ như biết thì có thể là tư vấn giùm mình là coi coi nếu mà dầu nhiều thì nó bị cái ảnh hưởng vấn đề gì khác nữa nha. Đó thì nói chung thì ví dụ như mình làm clip như vậy thì có nhiều cái thì cũng không không phải là mình là hợ, mình không có rành hết. Nếu mà mình là hợ mà mình tư vấn sai thì các bạn có thể là chửi mình này kia, ok không vấn đề gì hết, còn mình biết cái gì thì mình tư vấn anh em. Cũng như là trong cái quá trình mình làm video thì cái nào mà mình không rành thì anh em có thể là comment chỉ với mình cũng được, mình cảm ơn rất là nhiều. Đó. Tem Carbovit nè, nó bị bung rồi. Tem nhôm xài thời gian là nó bị hư hết mấy cái góc cạnh hết. Và đây là những cái mà kinh nghiệm của mình chia sẻ cho anh em, thì cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em một buổi tối là vui vẻ. Hôm nay trời đang mưa rất là lớn đây. Mưa từ chiều tới giờ. Z900 là một chiếc xe khá là đẹp và ok.